điểm xin lưu ý. Đây là bản tin buổi trưa. Hôm nay, làm ta vui mừng chào đón đoàn nghệ sĩ của chương trình La Ca Hát Ca đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hòa mình vào tinh thần hiếu khách và giao lưu văn hóa. Kính mời toàn thể bà con làng quan họ đến sự buổi biểu diễn mang tên Hương Sắc Việt Nam vào tối nay tại nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Trân trọng kính mời bà con. Còn duyên kẻ đón người đưa, dạ. Hết duyên đi sớm về chưa mặc lòng. Người còn không, đây tôi vẫn còn không. Người còn đây không em chưa có chồng. Đây tôi chưa có ai. Đây là chưa có ai. Đấy, chưa có ai. Đấy, bên kia hát là chưa có chồng, bên đây chưa có ai. Đấy, hát qua hát lại. Dễ nhất hả? Đây là dễ nhất rồi đấy. Dễ nhất của quan họ rồi đấy. Dạ vâng. Chị ơi, chị Thắm, có quyền nào từ bỏ cuộc chơi không? Như em thấy. Không. Các bạn sẽ học cho tới hát được cái đoạn này. Má em hừng đông đi cày bừa, tía em hừng đông đi cày bừa. Má em là một người nông dân, má em là một người nông dân. Các con đi sang bên này cuốc đất cho cô. Dạ vâng, dạ đây cô đây. Chỉ đạo tụi con sẽ thực hiện. Con đi bước sang đây. Mấy năm cày khu này nha. Dạ rồi. Cử thằng tư nhà con, nó khỏe 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 nhất nhà. Dạ để con. Còn tắt nước thì con bé bé út nhà con là nó giỏi nhất, khéo tay nhất, khéo tay nhất. Cô mình rằng ơi, cô mình ơi, rằng có biết là biết hay chẳng, rằng có nhớ là nhớ hay không. Nhớ nhớ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài yếm đào, quần lính áo thề mới, tay em cầm chiếc nón quay thao. Lại nhớ thương người không trả bên nhau một mai, khi trời xa để rồi ngày hôm nay là ngày mà anh rời xa em. Lỡ yêu một người có ước mơ, mơ điều làm em ấy hoang mang lo sợ.